nuôi dưỡng đứa con tinh thần đó trong tình yêu nhất thể. Như thầy Tâm Thành nói rất là hay, cái gì không được nuôi dưỡng nó sẽ chết đi, và cái gì muốn lớn cũng phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng, và mỗi ngày phải làm cái việc, đúng không? Mỗi ngày phải làm cái việc đó. Cho nên mỗi ngày mình hình dung, mình nhớ đến cái đứa con tinh thần đó. Tại sao phải làm mỗi ngày? Mỗi ngày mình phải gặp con ruột của mình, mỗi ngày mình phải chăm sóc các con, thì đứa con tinh thần đó cũng phải chăm sóc như vậy và nuôi dưỡng nó trong cái tình yêu nhất thể, nhưng để nó lớn lên, để nó sừng sững giữa cuộc đời và nó trưởng thành được, thì bắt buộc phải ngay thẳng và chính trực. Bạn muốn dạy con của bạn trở thành một con người anh hùng như thế nào, trở thành con người tuyệt vời ra làm sao, chính trực ra làm sao, và sống giữa đời này nó hiên ngang bao nhiêu, thì chính bạn phải là hình mẫu của sự ngay thẳng và chính trực. Mình lươn lẹo, mình không chính trực và mình không ngay thẳng được trong mọi việc, từng suy nghĩ, lời nói, việc làm một, thì đừng mong rằng con mình khác được, bởi vì con mình nó phản chiếu tấm gương cuộc đời của bạn. Ngay thẳng và chính trực nó tạo ra một cái phương vuông góc, nó tạo thành một cái thể đứng bền vững, và nó sẵn sàng tiếp giáp với vạn vật để nó tạo nên một cơn bùng nổ và nó trở thành con người siêu anh hùng. Xin chào anh chị em. Anh chị em tỉnh chưa? Ai tỉnh rồi comment số 5 đi ạ. Anh chị em tỉnh chưa? Ok. Có nhiều anh chị em tỉnh rồi. Còn ai đang ngủ thì cứ ngủ nha. Ngồi dậy xong rồi cứ ngủ, đúng không? Chúng ta thực hành bài tập nhé. Tôi làm bài tập mỗi ngày anh chị em. Mỗi ngày. Đúng không? Bài tập đầu tiên của một ngày mới là khi mà cái nghi thức buổi sáng quan trọng lắm. Lúc mà mình chuẩn bị, mình thức dậy, mình chờ, mình thức dậy là mình tập nghĩ đến cái mục tiêu của mình trong ngày rồi. Nghĩ tới cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, nhìn thấy nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà chi tiết hơn, để mà nó trở thành sự thật thì anh chị em mình phải có một cái bức tranh rất rõ trong tâm trí nha. Nhắc nhiều lần nhưng anh chị em phải làm nha. Tập nè, tập hình dung, tưởng tượng, hình dung rất rõ nét cái mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của mình. Hay nói cách khác là cái ước mơ trong cuộc đời của mình, cái sứ mệnh của mình đó, cái thành quả trong cuộc đời của mình, cái thành tựu mình cần đạt được điều gì đó, thì anh chị em phải nhìn thấy nó. Nó là dài hạn, đúng không? Còn nếu mà không, nếu mà khó nhìn tới cuối cuộc đời quá thì mình có thể làm một cái bức tranh trung hạn. 10 năm tới, 10 năm tới mình trở thành ai? Mình như thế nào? Mình có cuộc sống ra làm sao? Gia đình của mình có được những cái gì, và trong cái không gian đó, lúc đó mình có muốn gia đình của mình nó được sống như những cái hình mẫu nào đó mà mình mong muốn. Mình muốn gia đình, ba mẹ, con cái, vợ con của mình sống trong cái môi trường như thế nào? Một căn biệt thự rất là đẹp, một không gian rất là đẹp, rất là thơ mộng, có những chiếc xe mà mình thích, đúng không? Có những cái không gian, những bối cảnh mà mình yêu thích, con mình được như thế nào, mình hình dung nó ra, hình dung tưởng tượng và mình thấy nó, các bạn phải thấy rõ nó và mình hình dung nó có trong tâm trí của mình rất rõ ràng. Nỗ lực nha, mình nỗ lực làm sao mà mình tưởng tượng, mình thấy rất rõ, mình thấy nó rồi nhưng mà mình neo cảm xúc làm sao đó, thấy rồi mình neo cảm xúc làm sao mà mình chạm được cái ngưỡng của sự hạnh phúc. Mình thấy được cái bức tranh đó, mình chạm tới cái ngưỡng của sự hạnh phúc mà mình hạnh phúc đến mức mà mình bật khóc luôn á. Hạnh phúc mà khóc á, bật khóc luôn. Và mình cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Và lúc đó cái năng lượng của bạn toàn thân nó nổi da gà hết. Toàn thân nó nổi da gà, nó rung lên. Thì lúc đó cái giấc mơ của bạn rất là dễ, cái mục tiêu của bạn rất là dễ đạt được. Và khi đó bạn sẵn sàng viết nó ra, và bạn sẵn sàng nói nó bất kỳ khi nào, và trong ngày thì bạn sẵn sàng hành động bất chấp nỗi sợ hãi vì cái điều đó, thì lúc đó ước mơ của bạn tuyệt vời lắm nha.
Và khi đó là lúc mà thực sự mình chạm tới cái ngày tái sinh á. Anh chị em mình để ý nha. Tôi hay nói là mình có 3 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, đúng không? Cái ngày số 1 là ngày mình sinh ra. Cái ngày số 2 là ngày mình chết đi. Thì 2 ngày đó mình không có quản lý được nó. Mình không có biết. Nhưng mà hoàn toàn mình có thể có được cái ngày được gọi là ngày tái sinh. Hoàn toàn anh em mình có một cái ngày tái sinh. Cái ngày đó là ngày mình tìm thấy cái ước mơ, cái sứ mệnh, cái mục tiêu, cái đam mê, cái lẽ sống của mình. À, hay nói cụ thể hơn, trong cái lúc thực tập thì cái ngày đó là ngày mà anh chị em hình dung thấy được cái bức tranh cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng của bình an của mình như thế nào. Mình thấy được nó mà mình chạm được nó, mình sống với nó và mình hạnh phúc vô cùng luôn. Mình nhìn thấy nó là mình rất là hạnh phúc, mình ôm tuyệt vời, mình hạnh phúc và mình cảm được cái cảm xúc đó. Và cái cảm xúc đó nó còn đẹp hơn cái cảm xúc mà nó tuyệt vời hơn cái cảm xúc mà mình nghĩ tới người yêu của mình ngày xưa, cái mối tình đầu của mình. Chị em có ai mà có mối tình đầu của mình mà mình cứ nhắm mắt lại hoặc lúc nào mình cũng nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy anh ấy, một cái hình ảnh rất là đẹp mà mình cứ nghĩ tới thôi là mình hạnh phúc, trái tim mình rung đập bình bịch lên, mình nổi da gà và mình hạnh phúc với cái hình bóng đó. Cái tình yêu thực sự là khi mà mình nghĩ tới người ta thôi là mình đã hạnh phúc rồi. Nghĩ tới người ấy thôi là cái hình ảnh của người ấy lang thang ở trước mặt mình nhìn thấy anh ấy, cô ấy rất rõ nét như vậy và mình hạnh phúc, mình rung động với cảm xúc rung động đó. Thì lúc đó mình tuyệt vời, đúng không ạ? Tôi nghĩ là trong cuộc đời anh em mà ai cũng có cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc mà mình nghĩ tới người yêu, nghĩ tới người yêu của mình, rồi mình hạnh phúc. Mà mình luôn luôn khi mà mình có người yêu, cái trạng thái của mình như thế nào á, thì cái ước mơ, cái sứ mệnh của anh em cũng phải ở cái trạng thái đó. Anh chị em đã từng yêu thì anh chị em thấy cái trạng thái của mình, cái cảm xúc của mình khi mình đang yêu, đúng không? Mình đắm chìm trong cái cảm xúc đó, mình nghĩ tới, mình hạnh phúc, trái tim mình rung động lên, đúng không? Toàn thân của mình nổi da gà, mình rất là cảm xúc. Và luôn luôn mình tìm cách để làm thế nào đó đủ thứ sáng tạo hết để mình được gặp người mình yêu, để mình làm được cái gì đó cho người mình yêu, để mình đắm chìm trong cái mối tình thơ mộng đấy. Thì ước mơ của cuộc đời của anh chị em nó cũng phải là như vậy. Và khi đó thì anh chị em thấy rất là nhiều người sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu. Thời gian, tất tần tật mọi thứ trong cái thời điểm mình có một mối tình thực sự, mình yêu người mình yêu thực sự, thì mình sẵn sàng dành hết thân tâm trí này, từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, và tất tần tật mọi thứ mình đắm chìm với cái mối tình đó, với cái cảm xúc đó, với cái con người đó, hay nói cách khác là 2 trong 1. Và mọi phút giây trong ngày mình với cái người đó như hình với bóng vậy. Thì ước mơ của anh chị em cũng phải là như vậy. Và thậm chí nó còn thiêng liêng hơn nữa, càng tốt. Nó thiêng liêng hơn nữa càng tốt, bởi vì nó là ước mơ cả đời, là đứa con tinh thần của mình mà. Mà nó là mình, và mình là nó, và nó là thói quen của mình, và mình chính là nó, và nó chính là mình, và mình ở trong nó, và nó ở trong mình, và mình nhất thể với cái giấc mơ đó mọi phút giây trong cuộc đời. Thì đó là cái cách mà anh chị em thể hiện cái tình yêu của mình đối với cái đam mê, đối với cái sứ mệnh, đối với cái ước mơ của mình, đối với cái lẽ sống đam mê của mình. Thì ngày đó là ngày mà bạn được tái sinh các bạn. Hoặc là cái phút giây, cái khoảnh khắc mà mình nhìn thấy cái ước mơ đó của mình hạnh phúc như vậy, thì cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tái sinh. Và mình đắm chìm trong cái khoảnh khắc đó, và mình neo cảm xúc, mình giữ lấy nó, mình sống với cảm xúc đó, duy trì và sống với cảm xúc đó. Anh chị em thấy điều đó nó quan trọng không?
nó quan trọng. Tôi nghĩ là cái điều đó nó quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người đấy. Nó thiêng liêng lắm. Nó thiêng liêng lắm. Cái ngày mà mình tìm thấy được cái điều đó, mình tái sinh mà, nó thiêng liêng lắm. Và mình đắm chìm vào trong đó, và mình sống với cái con người đó. Sống với con người siêu anh hùng đó. Và tôi hay dùng một cái từ diễn tả trong hệ thống của mình, tôi nói là đi tìm cái hạt nhân sống siêu anh hùng ở trong bạn. Đi tìm cái hạt nhân, hãy đi tìm cái hạt nhân sống siêu anh hùng ở trong bạn. Cái điểm sáng nhất, cái con người sáng nhất của bạn, và nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể. Các bạn comment cái câu này. Các bạn comment, hãy đi tìm cái hạt nhân sống siêu anh hùng ở trong bạn. Hãy đi tìm cái hạt nhân sống siêu anh hùng trong bạn. Tại vì cái con người anh hùng đó, cái con người của ước mơ đó, bạn chỉ tìm thấy nó khi nó là một cái mầm sống đó. Mình rung động với nó. Cái mầm sống của tình yêu, hay là cái tiếng sét ái tình đó. Cái tiếng sét ái tình với cái giấc mơ đó. À, với cái con người mà mình muốn trở thành đó. Và mình hòa quyện với cái con người đó. Cái tiếng sét ái tình đó cho mình tìm thấy cái con người siêu anh hùng đó. Chứ không phải con người ngay bây giờ. Con người ngay bây giờ là con người nhỏ bé. Tất cả chúng ta, cái con người ngay giây phút hiện tại này, đang là con người nhỏ bé hết. Tôi cũng vậy mà. Đang là những con người nhỏ bé. Người phàm, xác thịt. Con người bình thường vẫn tham sân si. Đúng không? Vẫn hỉ nộ ái ố. Vẫn như vậy. Nhưng mà khi bạn chạm tới được cái con người siêu anh hùng, bạn nhìn thấy cái con người đó, mình yêu cái con người đó, mình yêu cái con người siêu anh hùng đó, và nó là một cái hạt nhân sống siêu anh hùng đó. Hãy đi tìm cái hạt nhân sống siêu anh hùng ở trong bạn. Cái hạt nhân sống đó là cái đứa con tinh thần của các bạn, nó được thụ thai. Cái đứa con tinh thần nó được thụ thai. Nhưng mà đa phần chúng ta làm một cái hành động là mình đã có một lần nào đó mình tìm được cái đứa con tinh thần đó, cái giấc mơ đó, cái hoài bão đó, cái đam mê đó, cái con người mình muốn trở thành đó. Nhưng mà đa phần mình dùng một cái thái độ với nó, là thái độ rất thờ ơ với nó, rất thiếu tự tin với nó, và rất vô cảm với nó. Cho nên chính mình đẻ ra cái đứa con tinh thần đó của mình. Đẻ ra cái đứa con tinh thần đó là giấc mơ của mình, đam mê là sứ mệnh của mình đó. Mình đẻ nó ra xong chính mình bóp chết nó. Chính mình bóp chết nó bằng cái sự thiếu tự tin, bằng cái sự tự ti, bằng cái sự vô cảm, bằng cái sự thiếu trách nhiệm đối với cái đứa con tinh thần đó, đối với cái tình yêu đó. Cho nên rồi thì sao? Rồi thì mình cứ hờ hững bước đi. Hờ hững bước đi. Và cứ mỗi bước chân như vậy, mình đi với cái sự hiển nhiên và đờ đẫn giữa cuộc đời này. Tức là mình cứ bước đi trong sự hiển nhiên và đờ đẫn. Tức là nó diễn tả một cái trạng thái. Anh chị em hình dung nha. Khi mình bước qua cuộc đời của mình 10 năm rồi, 20 năm rồi, mình nhìn lại cái quá khứ của mình, mình có cảm thấy là trong cái chặng đường quá khứ đó, mình rất là vô minh không? Mình rất là lãng phí thời gian không? Và mình sống với một con người thực sự rất là nhỏ bé luôn. Mình nhìn lại đi. Và rồi mình lại cứ dùng cái từ là biết thế. Biết thế ngày xưa. Biết thế, biết thế, biết thế. Và mình tự nhiên mình cứ bước ngang qua cái mối tình đó trong sự hiển nhiên và rất đờ đẫn. Mình cứ bước qua con người đó trong sự hiển nhiên và rất đờ đẫn anh chị em. Cái đó gọi là cái trạng thái vô minh giữa cuộc đời. Cái trạng thái đó, một cái trạng thái sống nó vô minh giữa cuộc đời. Và chính mình thiếu trách nhiệm với cái đứa con tinh thần của mình. Và giữa đứa con tinh thần với đứa con thể chất của mình, đứa con thật của mình, thì cái đứa con tinh thần khi bạn tìm thấy nó là ước mơ, là sứ mệnh, là đam mê của bạn, nó quan trọng lắm, nó thiêng liêng lắm. Tại vì đó là đứa con thiêng liêng. Đứa con mình không nhìn thấy được nó, đứa con mà mình không sờ được. Sorry, mình không sờ được ngay bây giờ. Nhưng mà đứa con đó, nó thiêng liêng đối với cuộc đời con người lắm. Và không có nhiều người nuôi cái đứa con tinh thần đó trưởng thành được. Tức là không có nhiều người
biến giấc mơ của mình trở thành sự thật được. Không có nhiều người làm được chuyện đó. Không có nhiều người làm. Vậy đơn giản nó vô hình. Vậy đơn giản nó là câu chuyện của tương lai. Là đơn giản nó không phải bằng xương bằng thịt. Và nó là linh hồn của bạn. Nó thiêng liêng rồi. Nó thiêng liêng rồi. Cho nên có nhiều bạn hỏi tại sao thầy vất vả như vậy. Thầy cứ phải nỗ lực như vậy. Và thầy chịu đựng trăm công ngàn việc. Chịu chuyện nọ, chịu chuyện kia. Bị người này lợi dụng, bị người tên thế kia. Không. Đó không phải là chịu. Đó là cái cách mà tôi hy sinh. Cái cách của tôi hành động. Cái cách của tôi làm. Để tôi nuôi dưỡng đứa con tinh thần đó. Để đứa con tinh thần đó nó trở thành sự thật. Thì tôi cần phải có đầy đủ nghị lực. Phải có trí tuệ. Và có đầy đủ cái đạo đức. Để làm việc, để nuôi dưỡng đứa con tinh thần đó. Và khi có đứa con tinh thần đó rồi, mình là một cái hạt nhân xấu, hạt nhân sống siêu anh hùng. Và mình hãy nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể. Và mỗi một ngày đối xử với nó bằng cái sự ngay thẳng và rất chính trực. Không bị tắt một cái khúc kẹt nào về mặt cảm xúc hết. Mình đã đẻ ra đứa con tinh thần đó rồi. Bạn phải nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể. Tình yêu nhất thể của bạn với cái người yêu đó của mình, với đứa con tinh thần đó của mình, đó là hợp nhất. Mình với giấc mơ của mình hợp nhất. Và mình nhất thể với vạn vật trên cõi đời này. Và thậm chí mình nhất thể với cả ba giới đối với đứa con tinh thần đó. Tôi hay dùng cái từ là kết nối. Kết nối. Kết nối trong cuộc đời này, kết nối với ông bà tổ tiên, kết nối với tâm linh của mình với cái đứa con tinh thần. Nó quan trọng, nó nhất thể như vậy. Và mình nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể. Nuôi dưỡng đứa con tinh thần đó trong tình yêu nhất thể. Như thầy Tâm Thành nói rất là hay, cái gì không được nuôi dưỡng nó sẽ chết đi. Và cái gì muốn lớn cũng phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng. Và mỗi ngày phải làm cái việc đó. Đúng không? Mỗi ngày phải làm cái việc đó. Cho nên mỗi ngày mình hình dung, mình nhớ đến cái đứa con tinh thần đó. Tại sao phải làm mỗi ngày? Mỗi ngày mình phải gặp con ruột của mình. Mỗi ngày mình phải chăm sóc các con. Thì đứa con tinh thần đó cũng phải chăm sóc nó như vậy. Và nuôi dưỡng nó trong cái tình yêu nhất thể. Nhưng để nó lớn lên, để nó sừng sững giữa cuộc đời và nó trưởng thành được, thì bắt buộc phải ngay thẳng và chính trực. Bạn muốn dạy con của bạn trở thành một con người anh hùng như thế nào? Trở thành con người tuyệt vời ra làm sao? Chính trực ra làm sao? Và sống giữa đời này nó hiên ngang bao nhiêu? Thì chính bạn phải là hình mẫu của sự ngay thẳng và chính trực. Mình lươn lẹo, mình không chính trực và mình không ngay thẳng được trong mọi việc, từng suy nghĩ, lời nói, việc làm một, thì đừng mong rằng con mình khác được. Bởi vì con mình nó phản chiếu tấm gương cuộc đời của bạn. Cho nên là mình đẻ đứa con tinh thần nó ra, bắt buộc nha, phải nuôi dưỡng cái hạt nhân sống siêu anh hùng đó trong tình yêu nhất thể. Nhưng mà mỗi một ngày mình phải sống với nó và mình thực thi nó ngay thẳng và chính trực. Cái logo tôi diễn tả đó, nó là bí mật của logo. Nó theo quy luật của vũ trụ. Và đơn giản lắm. Triết lý sống, triết lý kinh doanh của một con người là tiến trình hình thành và phát triển sự sống. Tìm cái hạt nhân sống đó là tiến trình mình đi hình thành cái sự sống và mình phát triển cái sự sống đó. Vậy thì cái triết lý kinh doanh đó là cái tiến trình hình thành và phát triển sự sống. Tiến trình hình thành và phát triển sự sống. Cái tiến trình hình thành đó là tiến trình đi tìm kiếm cái con người anh hùng ở trong bạn. Đi tìm kiếm cái hạt nhân sống phi thường ở trong bạn. Đó là tiến trình hình thành cái hạt nhân sống và nuôi dưỡng nó. Tiến trình hình thành và phát triển sự sống, nó là một cái tiến trình hình thành và phát triển sự sống. Và cái gì chăm sóc, nuôi dưỡng thì nó sẽ lớn lên. Và nó lớn lên như thế nào? Nó phải được nuôi dưỡng trong tình yêu nhất thể, anh chị em. Nó phải nuôi dưỡng trong tình yêu nhất thể.
và nó phải được diễn tả trong cuộc đời của mình trong một cái sự ngay thẳng và rất chính trực. Ngay thẳng và chính trực nó tạo ra một cái phương vuông góc, nó tạo thành một cái thể đứng bền vững và nó sẵn sàng tiếp giáp với vạn vật để nó tạo nên một cơn bùng nổ và nó trở thành con người siêu anh hùng. Đó, cho nên cái việc này anh chị em mình hết sức rõ nét với nó. Hết sức rõ nét với nó. Và đó gọi là vận hành theo quy luật của vũ trụ. Mỗi chúng ta vận hành theo quy luật của vũ trụ là ngay chính mình hãy đi tìm kiếm tất cả những hạt nhân sống siêu anh hùng và nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể, chứ không được phá hoại, phá hủy sự sống được. Ngay cả sự sống hiện hữu cũng giống như sự sống của tâm hồn của một con người không được phá hủy đó. Nếu mà mình làm điều gì đó phương hại đến một cái sự sống nào đó, và mình làm điều gì đó phương hại đến cái sự sống vô hình là cái tâm hồn của người khác, là các bạn tạo nghiệp, mà nặng nề lắm chứ không phải đùa đâu ạ. Là mình không để ý, mình không để ý. Đấy, vậy thì mình lưu tâm đến việc này giúp tôi. Và cái triết lý giáo dục của SE của mình đó, là giáo dục xuyên qua tim. Thì bản chất là gì? Bản chất sâu sắc ở trong đây là gì? Đó là quy luật của vũ trụ trong giáo dục. Đó là giáo dục xuyên qua tim. Tất cả người làm giáo dục mà là giáo dục bằng tình yêu thương thì mình diễn tả sâu nhất cái quy luật của vũ trụ trong giáo dục, để mà mọi cái giáo dục đó nó sẽ phát triển được. Giáo dục xuyên qua tim tức là giáo dục bằng tình yêu thương, được không ạ? Đó, cho nên là hôm nay tôi lại phân tích kỹ thêm cho anh chị em thấy rất rõ cái con người siêu anh hùng, cái hạt nhân sống siêu anh hùng, hay nói cách khác là cái ngày mình tái sinh nó quan trọng như thế nào để mình sống với nó. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và xin lỗi thầy Khiêm đã trễ hết 1:30 rồi. Xin mời thầy Khiêm. Xin mời thầy Khiêm đẹp trai. Rồi, cảm ơn thầy Thái. Bữa nay, sáng nay chia sẻ. Sao tự nhiên hôm nay tôi thấy deep dữ. Không biết luyện công ai báo mộng. Sao hôm nay sáng nay deep quá đi. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Được không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn thầy Thái rất là nhiều vì dẫn nhập. Hôm nay thầy Thái dẫn nhập em đọc quá, tự nhiên cái đang nghe, em đang bước cái tự nhiên cái bay vô phát một giới thiệu thầy Kim phát lên luôn. Trời ơi. Ok. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người nghe cái quyển rõ, nếu mọi người nghe cái quyển rõ, mọi người comment số 1 trên cái quyển nhá. Để chúng ta bắt đầu chia sẻ ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một cái chủ đề rất là thú vị, được không ạ? Một cái chủ đề mà thực tế thì nói thẳng ra là cái quyển chia sẻ cũng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tập trung mình nói về nó. Thì có nghĩa là mình nói về nó thì mình nói sâu hơn tí. Và chiều nay, tối nay cũng là một cái chủ đề mà nó sẽ gọi là nó cũng sẽ liên quan tới cái chủ đề này. Đó là tầm, nhưng mà nó dành cho lứa tuổi của học sinh sinh viên. Nên là nếu như các anh chị có bạn bè, có con cháu gì thì có thể giới thiệu tới cái buổi chiều ngày hôm nay của SE. Được không mọi người ha? Đồng ý ha? Alright. Ok. Và thì cái chủ đề ngày hôm nay nó chính là đam mê, được không ạ? Là đam mê. Vậy cho khi Nguyễn hỏi ở đây trong cái phòng này có ai tìm thấy, có ai chúng ta hay gọi là tìm thấy đam mê chưa? Các bạn thấy đam mê của mình chưa? Có ai có đam mê chưa? Ok, nếu mà ai mà thấy mình có đam mê rồi, mọi người comment yes. Yes, còn ai chưa có thì comment no. Được không? Để cho khi Nguyễn biết mình đang nói chuyện với 1454 người thì ai có đam mê rồi và ai chưa có đam mê. Rồi, vậy nếu như sẵn mọi người biết đam mê của mình là gì rồi thì mọi người comment luôn cho khi Nguyễn coi đam mê của bạn là gì. Đam mê của bạn là gì ạ? Ai mà có cái đam nghĩ mình là có đam mê rồi thì mọi người comment luôn cho mình coi đam mê của mình là gì. Ok. Alright. Ok. Ok. Good. Rồi, khi Nguyễn ghi nhận rất là nhiều ha. Ok, thì để khi Nguyễn chia sẻ cho mọi người cái câu chuyện như thế này. Bản thân cái chữ đam mê thì là một cái câu chuyện mà khi Nguyễn cũng tự hỏi mình rất là lâu. Khi mà khi Nguyễn bung lùa, khi mà khi Nguyễn bắt đầu mình chọn cái cách là mình tái sinh, mình chết đi, mình sống lại, thì mình cũng tự hỏi mình đúng đam mê của mình là cái gì. Thì khi Nguyễn có từng chia sẻ với các anh chị rồi, đó là có một cái lần khi Nguyễn
đang ở ngoài Vũng Tàu và đang thực hiện ghép thi. Thì lúc đó ở trong Sài Gòn nó có một cái hội thảo, nó có tên là Where Passion Meet Compassion, tức là cái nơi mà đam mê nó đụng lòng trắc ẩn. Thì cái lòng trắc ẩn thì tuần sau khi Nguyễn sẽ chia sẻ cho mọi người về cái lòng trắc ẩn, thì tuần này khi Nguyễn sẽ nói về đam mê trước. Thì lúc đó khi Nguyễn thấu thú thật là đã đọc cái topic, tức là cái tên của cái buổi hội thảo workshop đó, khi Nguyễn thấy rất là thú vị, rất là hứng thú. Và lúc đó thì khi Nguyễn ở Bà Rịa Vũng Tàu, tức là đang ở ngoài Vũng Tàu và đang thực hiện nhiệm vụ thi, và cái buổi hội thảo đó là vào buổi tối, thì lúc đó là nếu mà nói chính xác là mình không thể về được, mình đâu có về được đâu, là vì mình đang gác thi mà không có xe về. Thứ hai là có xe về đi chăng nữa thì cũng sẽ không có quay trở về, cũng không có quay lại kịp, đón xe quay lại kịp vì buổi tối. Nhưng mà lúc đó mình thích lắm, mình muốn tham dự lắm để mình đi tìm coi đam mê của mình nghĩ tới cái buổi hội thảo workshop đó, mình coi thử cái đam mê của mình là cái gì, được không mọi người? Thì lúc đó là mê lắm, rồi cuối cùng ra một cái quyết định như khi Nguyễn chia sẻ rồi đó. Cuối cùng là cái ngày hôm đó lại may mắn làm sao á, là buổi chiều thì được bố trí là giảm bớt gánh nặng, tức là giảm bớt cho hai cái người giảng viên là không cần phải đi gác thi, là vì lý do là cái môn thi buổi chiều á là được giảm gánh nặng cái đó. Thì lúc đó khi Nguyễn mới thấy cơ hội của mình nó tới rồi, thì khi Nguyễn bật dậy, khi Nguyễn lên xin cái cô trưởng điểm ngày hôm đó, Nguyễn kêu là thôi thông cảm cho tôi lần này đi, em có việc gấp, em nếu mà được thì mình cũng thử thôi. Mà nguyên tắc của mình là mình có cơ hội là mình check the chance liền, tức là mình chấp nhận cơ hội liền, mình lên mình hỏi có mất gì đâu, đúng không ạ? À? Thì khi Nguyễn lên hỏi cô trưởng điểm đó là cô ơi, em không cần phải, tại vì phần lớn thì được cái hay là mọi người đi gác thi là mình có tiền á, nên là khi Nguyễn mới nói là em có việc em muốn trở về Sài Gòn, nên là em xin nghỉ chiều ngày hôm nay, và vô cái dạng là em sẽ xin tự nguyện nhảy vào cái danh sách miễn giảm, được không ạ? À? Tại vì đối với các giáo viên khác thì người ta cũng không muốn miễn giảm, vì lý do là họ miễn giảm thì họ không biết làm cái gì mà họ sẽ mất cái phần tiền của cái phần gác thi nữa. Thì khi Nguyễn nói là em tự nguyện em nhận cái suất đó được không? Rồi cho em nghỉ buổi chiều đi, sau đó em chạy về thì ngay trong đêm em sẽ quay ngược trở về đài, trở ngược trở lại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lúc đó là được chấp nhận và phải có một cái cam kết, đó chính là phải quay trở về, chứ không quay trở về thì sáng ngày hôm sau là khỏi gác thi luôn, được không các bạn? Thì lúc đó là 2 giờ chiều, khi Nguyễn nhớ là cái buổi hội thảo đó diễn ra vào 5 giờ, được không ạ? À? 5 giờ thì lúc đó là 2 giờ là khi Nguyễn phải chạy ra ngoài cái bến xe Phương Trang á, là vì hồi đó giảng viên cũng còn không có giàu đâu, cũng còn nghèo mà, được không? Đâu có dám chơi xe kia, thầy Thái là thuê xe riêng, được không ạ? À? Nên là ra bến xe Phương Trang rồi chạy ngược về lại Sài Gòn. Và khi Nguyễn tham dự với cái buổi hội thảo của cái người thầy của mình ngày hôm đó, thì buổi thảo đó thì có 3 cái câu hỏi rất là quan trọng, và khi Nguyễn cũng muốn hỏi mọi người ở trên này nè, nếu như cái ngày hôm đó thì khi Nguyễn tham dự cái buổi hội thảo đó thì cũng nghe nói rất là nhiều, nhưng mà ấn tượng là nó có một cái hoạt động như sau, đó chính là khi Nguyễn hỏi mọi người nha.